Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Nguyễn Phước Minh 476 của mình. Mến chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Các bạn ơi, hôm nay mình rảnh, vẫn còn đang thất nghiệp các bạn. Rồi mình có đi đến một cái khu du lịch ở gần thành phố các bạn. Mình đi vô đó tham quan chơi. Ở trong đây cảnh rất là đẹp, nhiều cảnh đẹp để mình chụp hình quay phim lắm các bạn. Mà mình đi vô ngày thường nên cái vé vào cổng người ta không có thu, không có tốn chi phí gì các bạn, không có tốn một đồng là chi phí nào hết. Mình chỉ có tốn tiền gửi xe, với mình vô mình thích thì mình ăn, mình uống, mình mua thì phải tốn tiền. Còn không ấy mình đi tham quan chụp hình xong mình về. Đó là ngày thường thôi nha các bạn. Tại vì ngày thường vắng khách nên người ta không có thu. Còn như thứ bảy chủ nhật người ta thu vé hết các bạn. Là mình đi chụp hình, sau khi chụp hình rất là nhiều giờ đến buổi trưa cái mình ghé vô mình ngồi ăn nè các bạn. Thì đang ăn thì mình vô tình mình thấy được em mèo hoang các bạn. Em mèo hoang này em đi kiếm ăn. Mình thấy em mèo đi xuống dưới bờ nước á, bờ hồ á, rồi gặm cái nấm mốc mà ở trong cái khúc cây khô ẩm ướt các bạn. Rồi nó mọc cái nấm mốc lên á, thấy em mèo này gặm ăn chắc đói dữ lắm hay gì á. Mình thấy vậy tội quá chứ mình mới lấy cái cá chiên mà mình đang ăn còn dư các bạn. Cái cá dư này mình tính là mình gói rồi mình đem về cho mấy em mèo với em cún ở nhà mình ăn á. Giờ mình thấy em mèo này tội quá nên là mình dục hết ra cho em mèo này ăn luôn. Các bạn thấy em mèo rất là ốm yếu không? Ở khu du lịch rộng lớn này chắc không có ai quan tâm tới em ấy cho nên em ấy đói. Rồi em đang đi đánh hơi các bạn. Đánh hơi cái miếng cá để mình giục nữa. Tự giờ mình không dám đem lại gần. Mình cầm lại gần thì sợ em mèo thấy người lạ rồi bỏ chạy đó. Cho nên mình đứng ở xa mình giục lại. Đó, cái miếng cá, miếng nạc màu trắng kìa. Các bạn thấy màu trắng đó, miếng đó là nạc cá đó mà. Các bạn coi em mới ăn ngon lành luôn á. Mình nuôi tới 5 em mèo, 5 em chó và 6 em mèo luôn các bạn. Mình thương động vật lắm. Mình nuôi biết rồi mình mến luôn rồi. Các bạn nếu có thể thì mình hãy yêu thương động vật nha các bạn. Nhìn động vật nó vậy chứ nhìn nó đáng yêu và dễ thương lắm. Mình tiếp xúc gần gũi với nó là mình sẽ thấy được cái đáng yêu của nó. Có nhiều con nó khôn lắm nha các bạn. Nó khôn mà mình không ngờ luôn á.
mình mà các bạn có những cái thức ăn thừa các bạn, mình đừng có đem giục vô cái thùng rác, mình bỏ vô cái bịch hoặc là mình gói vô cái miếng giấy, cái hộp cơm đó các bạn, rồi mình đem mình bỏ qua cái bãi đất trống đó. Mình để đó cho tối tối á, những mấy em mèo hoang hoặc em chó hoang nó đi kiếm ăn, nó khó nó ăn các bạn, hoặc là mấy em chuột cũng được, em chuột cũng đi kiếm ăn á. Giờ mấy cái đồ đó bạn bỏ vô thùng rác thì bạn cũng không có coi như là mình đã bỏ đi rồi thì nó phí lắm các bạn. Rồi mình bỏ ra ngoài đi, mình cho mấy con này nó ăn, coi như mình làm phước cho nó đi các bạn. Mình là thức ăn của mình dư á, mình hay bỏ ra trước nhà mình á, ngay chỗ đường đi á, để đó tối con nào mà hoang chó hoang thì em đi ra nó ăn. Cái này là khu du lịch Bình Quế 1 nha các bạn. Các bạn ở gần thành phố, ngày dịp ngày chủ nhật có được nghỉ, mình dẫn gia đình vô đây chơi du lịch một trong vòng một ngày thôi. Thực ra cái đây cũng không có gì nhiều, mình vô mình đi chủ yếu là chụp hình ngắm cảnh thôi các bạn, cảnh với hình thôi, rất là đẹp. Em mèo ăn no nê rồi, giờ uống nước đó mà, xuống uống nước. Rồi video mình quay đến đây thôi, xin được kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thương thì xin hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn có đóng góp ý kiến gì thì xin cứ để lại bình luận, mình sẽ để mình biết, mình qua nhà các bạn mình trả lễ. Xin chào.